Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với Phụ Tùng Tí Hon anh em cô chú ơi. Clip số 129 nè. Rồi, quá mấy cái bộ áo với cặp bánh lẻ lẻ với cà rã cái máy của quay 2015 anh em cô chú. Rồi, mời anh em cô chú mình thường lệ như mọi ngày á. Chúc anh em cô chú mình luôn luôn may mắn, luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn phát tài anh em ơi. Nhưng mà anh em mình phải chúc lại cho tôi câu comment để dưới là thương cô nào phải cua được cô đấy ra chứ. Vậy nó mới có qua có lại với tội lòng nhau chứ anh em. Quá đã. Cái tật tôi hay uống trà anh em cô chú, uống trà vô mới nói được, uống trà vô mới có thơ rồi anh em cô chú. Mỗi khi muốn làm thơ rồi phải có bình trà bắt mới chịu nha, bắt móc câu anh em. Quay sơ qua cho anh em coi cái bây giờ là rã cái máy. Cái máy này không thấy nó nhìn nó cũng sạch sẽ nè, khá nè, máy này vậy chứ máy nước mặn này chứ mở ra bà cái đồ nó khá nè, để cho anh em coi. Mở ra nước mặn thì qua lăng ti nó có hơi nám nám xét xét chứ bê tông bạc nó ngon lắm. Cuốc nhông thì không thấy mòn nè anh em. Giờ thấy cũng còn mượt mà anh em cô chú. Bánh cầm áo gì đều còn mượt mà anh em ơi. Đây là chất lượng luôn anh em. Chất lượng mà giá rẻ mà ngon nè anh em cô chú. Cứ rủ nhau mở clip là Tí Hon Phụ Tùng anh em. Nghe thơ mà lãng lãng khùng khùng á thì dừng lại đăng ký là Phụ Tùng Tí Hon anh em ơi. Dài dòng gửi đến bà con. Kênh 2 là cũng của Tí Hon Phụ Tùng anh em. Này là bên kênh số 2 của mình, bên kênh giá rẻ Phụ Tùng Tí Hon anh em, cái máy nó quay cái màu nó không đẹp. Chuyển qua kênh 1, kênh chính thức. Quay đăng lại bán phục vụ anh em cô chú, mong anh em cô chú ủng hộ. Rồi bây giờ là rã vô vài món cái bộ áo đi anh em. Cái rã cái máy liền. Quay khá khá nhanh lướt anh em tại vì cái này nó quá đẹp. Bên kênh số 2 anh em cô chú. Mới đi ngoài bờ vô nó hơi mệt ta. Khá liền lạc anh em ơi, đắt đầu đều là 2015, bộ áo này tuyệt vời lắm anh em. Giá không có mắc đâu anh em thấy vậy, tại vì nó mượt mà quá cho nên nó ngon. Mượt mà giá rẻ mà ngon, xài ngon anh em, chứ nói mà ngon họ bắt lỗi, họ nó ăn được ha mà ngon, khổ mấy anh em hết sức. Thơ mà nó phải thanh, anh em phải thông cảm chứ. Tại sao Randy hát là đời ai cũng có những tâm sự buồn, mà Ngọc Sơn thì hát đời ai không có những tâm sự buồn, đời ai cũng có buồn anh em, nhưng mà nó hát vậy nhưng mình phải hiểu. Chứ cào phím bắt bẻ từ câu từ chữ tội nghiệp. Hỏi con mày học giỏi không, nay hết giỏi rồi. Không biết suy nghĩ sao là đó, tức là thằng đó học rất là giỏi đó. Mượt mà giá rẻ xài ngon, vậy đi, không có ai bắt lỗi được. Rủ nhau mở clip nữa, xem Tí Hon Phụ Tùng, nghe thơ mà lãng lãng khùng khùng, quá đẹp anh em cô chú. Dừng lại đăng ký nha anh em, dừng lại đăng ký là Phụ Tùng Tí Hon. Chỉ có Tí Hon Phụ Tùng thôi là tôi nói hoài không hết chuyện luôn anh em cô chú. Nói cả đời không hết luôn, tôi đam mê tới mức độ mà tôi sản xuất thành thơ luôn anh em. Bởi vậy anh em đừng có sợ mà chuyển tiền mà mất cái tôi. Cái nghề vô ăn vô máu mà anh em. Có anh em nào làm xe bán đồ mà ra thơ như tôi không? Phải đam mê, phải chạy đường dài mới thấm nhưng từ câu từ chữ sản xuất là được. Nghe thơ mà lãng lãng khùng khùng thì cứ dừng lại đăng ký là Phụ Tùng Tí Hon. Dài lời là gửi đến bà con ha. Kênh 2 là cũng của Tí Hon Phụ Tùng. Bảo đảm với mấy anh em dài 4 chữ đó thôi tôi làm hoài luôn. Dòng đi dòng về cho vui nha anh em cô chú. Quần áo này không thấy lỗi một chỗ luôn nè. Chút xíu đây thôi. 1.200.000 luôn đèn anh em cô chú. Rồi bẩn thì khỏi coi, nó có tút nhẹ nhẹ mấy cái cánh ngoài với cái mặt nạ xíu gì đó. Mình thợ tí gì nè. Tút tút. Phớt phớt. Còn nhiều không có thấy lỗi nè. Quần áo này là tuyệt vời nè cô chú. Đuôi không gãy luôn. Anh em về đánh bát này có những chỗ họ dán keo họ gãy hơi ố ố. Rồi cái trắng ba này 250 ghi đông 250 luôn anh em. Nếu anh em lấy 1 cặp bán cho anh em 450. Giá mặc định luôn không có bớt nữa anh em cô chú, đừng có tả mất thời gian dài dòng tại nó quá đẹp. Mọi giày không ne không quanh. Không ép không sưởng.
Còn cái ghi đông, cái thung ghiên, gù ghiên, ốc, dây thắng ghiên, dây ga ghiên, dây e ghiên, cái gì cũng ghiên. Mà giá thì chỉ có 250 thôi anh em ơi. Rồi. Cái bánh này nó có tút tút cái dàn bạc, nó xịt xịt để về xịt vô, nhưng mà cái phôi chất. Anh em thấy cái phôi đã lắm. Cầm mỏng nè, thì không có một chỗ nào rỉ một tí sét hay là lủng một gì hết. Cầm cái màu tuyệt tuyệt phẩm không? Đấy, nhiều khi cái máy kia quay anh em thấy không rõ, không dám chốt. Hết lần cặp bánh. 1.200.000, ủa nhiêu ta, 1.000.000, coi cái đát đây. 1.100.000 anh em cô chú. Ôi ôi, chưa có bao giờ rẻ như bây giờ nè. Anh em đi đồng, đi bưng, đi ruộng mà để cái cặp bánh này vô cái nước ngọt tôi bảo đảm 10 năm. Còn nước mặn thì nó muốn hư dần nào, nó lủng dần nào, lủng nước mặn là không biết được, nhưng mà nói chứ của bền là tại người anh em ơi. Nga Tàu Anh Mỹ chứ không có qua cái nước kỹ của mình nói, xài kỹ là bền nhất. Rồi, cái cùi dẻ luôn anh em, nguyên combo vậy đó, cùi dẻ đẹp ha. Xe bền, của bền là tại người, còn xe máy bền là tại nhất anh em cô chú. Anh em nên xài nhất tốt. Máy nó vàng hực, tháo ra nó không đen, không dơ anh em. Rồi cặp bánh này 1.100.000, tạm ngừng tháo cái máy liền để thời gian nó dung lượng nó cắn đó anh em cô chú. Rồi cái máy nhóm là được khúc anh em cô chú ơi. Bộ lửa tuyệt vời nè, anh em thấy cục pin nè, mượt mà không? Tón phiếu luôn. Anh em thấy bộ lửa nè, nó có bong bong vậy nè, mượt nhưng mà nó mượt. Bảo đảm anh em giá rẻ nhưng mà xài ngon, không ngon tôi nghỉ chơi với bộ này. Ốc chưa chạm. Coi đát coi. Không, cái bụng không khum xuống được, tức cái mình 15 nè, anh em thấy không? Y như thơ không? Mượt mà giá rẻ xài ngon nè. Anh em cứ rủ nhau mà mở clip tí hon phụ tùng đi. Coi, coi đi, giá không rẻ không mượt, xài không ngon tôi đền. Cụ đề 2015 bán anh em 350.000, chưa chạm là có thiệt nè. Nhưng mà lạ gì, tặng cho anh em một bộ thang đề hãng. Bây giờ không có bớt tiền mà tặng đồ kèm vô cho anh em về xài, mốt nó có hư thang. Anh em tháo ra thay đỡ buồn phiền. Chứ bớt tiền rẻ anh em quên, tới trường xài lỡ tháng hết thang anh em nhằn. Ồ mới mua của ông Hồ nói quá mà xài con tháng hư mẹ. Xài tháng hay xài 5-7 tháng sau có hư, có bộ thang hãng móc là dứt vô liền. Đó, nhà bán đồ hãng anh em, tặng cho anh em 350 mà tặng luôn cho một cái bộ thang đề hãng. Bộ này 700.000. Khỏi coi mắc công bung ra bung vô, tôi bao anh em không có xước, không có liếm gì tên, liếm tôi đền. Cái này bích tông sứ này biết rồi, tháo ra đen thùi lùi bóng lưỡng nguyên cục toàn do như là cái nói tầm bậy anh em ơi. Bữa nay nói hơi nhiều. Dính tùm lum mệt quá. Rồi ngừng lại tháo nữa anh em cô chú. Bộ lửa nè bán cho anh em giá, hồi nãy nói giá rồi phải không ta? Nếu mà anh em nào mua hết luôn á, bộ 3 nắp bộ lửa bán 700. Anh em nào mua lẻ bộ 3 nắp 300, bộ lửa 450. Cho chơi, chơi nhiều cái điều cho anh em chốt. Rồi tháo nữa anh em ơi. Rồi bung cái nồi xong anh em cô chú ơi. Nồi có chạm anh em. Chạm mà chạm chất gì đây nó bốc lắm, mà chạy nó không hú anh em cô chú. Chạy đã lắm, bố dán à. Bố sau này có thể có thai luôn à. À, bê mà họ thai bố tốt quá nè. Lát còn. Cho anh em coi sọc sớ cái nồi này không hú ăn. Mượt của anh em. Mượt mà lắm, mà nó tờ ở sọc xéo về đâu hú được. Đã anh em cô chú ơi. Ừ. Coi hai mặt trong luôn. Nó tờ sọc à. Đồ đẹp, giá rẻ mà ngon hết anh em. Sửa lại tí xíu đến chính là anh em. Lướt trên mạng thấy là tí hon phụ tùng. Vui vui mà tiếu tiếu khùng khùng anh em. Dừng lại đăng ký phụ tùng tí hon anh em cô chú. Rồi, phải có lướt rồi có dừng rồi nó mới hợp lệ anh em. Sửa lại tí xíu, nãy đi ngoài bờ vô gấp quá làm không hay. Ở không chỉnh sửa lại anh em ơi. Cái màu đầu cũng khá đẹp nè anh em cô chú.
nó có xe này mua là như nó có rửa thuốc qua, nhìn nó mét mét cho nên cái ruột cái bê tông hết biết cái bê tông. Anh em coi bà nói mẹ cái bê tông không lẽ bán đầu lòng dân này 2 triệu 8, 3 triệu nữa chứ thiệt. Mà chiếc xe này tôi mua rẻ cực kỳ lắm, hơi tôi bán rẻ cho anh em đầu lòng dân. Trời ơi cái bê tông sọc tới đáy luôn, về vàng vàng ươm, thấy sọc không, mòn mỏi gì nhiêu tới. Rồi clip 129 nè anh em cô chú ơi, máy quay A2015 đã tháo xong anh em cô chú. Anh em muốn mua món nào cứ nhắc cho mình là clip 129, máy quay A2015 anh em cô chú. Ui, bây giờ vô cái máy có bộ số 2015 quay A nè anh em cô chú ơi, vô nè, bộ số này nó không hú anh em cô chú. Cái gì mà tôi bao không hú rồi mà anh em ráp vô mà hú á. Tôi đền tiền công, tiền ron mà tôi đền bộ số khác mà tôi không lấy bộ số đó về. Bán nó lỗ vậy nó mới sợ, nó mới nói thiệt với anh em cô chú, nó mới thật. Chứ còn cái kiểu mà nói cho qua loa mà cho láo láo thì ai nói cũng được. Hú đền khác, tiền ron, tiền công mà không được lấy bộ cũ về mới đền bộ cho xứng đáng mới tin vô. Sọc xéo nó vậy á, tôi nói không. Nhưng bộ này không hú nè, hú đền nè. Rồi nhưng mà cái điểm yếu nó số 4 hơi mọt nhẹ. Cái này bây giờ chắc không bán là thị trường. Nó râm râm nhâm vậy đó. Thị trường thì cũng không có ai mà tin tôi đâu. Chỉ có những người mua đồ tôi rồi mới tin, với những người quen họ mới tin. Chứ lướt lướt trên mạng thấy cha này nói láo láo rồi, bao bao nào cái miệng, không ai tin. Nhưng bộ số này anh em thông cảm, không nói giá, không bán là ngoài. Không bán, chỉ bán cho cốt cán quen thợ thầy trong cái phạm vi mà tin tưởng á. 400 ngàn thôi. Bao không hú, hú đền bộ khác. Bán cho ông anh đặt mấy món đồ qua kia gì luôn, có ghi sổ rồi mà quên. Cốt tuyệt vời luôn. Ông mấy ông anh mua cái đầu lòng Super Rim, nhớ rồi. Cái bộ này luôn anh, bao anh luôn. Tôi nói là tôi làm, hú là tôi đền, vô số không mượt không im đền. Tại chiếc 2015 này chưa chạm dữ lắm, thấy nó vậy á, là lỗi nhà máy. Chứ xe này mà cái bít tông cỡ đó mà chạy có nhiêu. Còn cái bộ nồi này lỗi do thợ. Nồi xe này mà mấy ông dán bố thay càng thay gì tùm lum mệt gì đâu. Rồi nồi sau anh em có chú vẫn là FCC, nồi riêng. Toán phiếu anh em ơi, không hú nha, đặc biệt không hú, gió giết gì đó, gió nhẹ nhẹ theo kiểu nhà máy thôi. Bố xịn, bê bố bệnh phổi này không biết sao đây nữa. Kệ nó đi, bố nó làm lại rồi, phân tích chi nhiều anh em. Chạy bền, chạy bốc, chạy không hú là lụm cào giống nói gì hết. Thấy sọc không? Giá rẻ mà ngon, 800 mà thôi bớt anh em tâm đi. Cái mặt này, cái bố này nó đổi bố 2015. Chuông có lúng nhẹ nhẹ, nhưng mà nó lúng nó bám, chi nó bốc chứ không gì hết. Anh em coi chưa? Ôi, anh em thông cảm, nhiều khi mình không có bằng đêm, mình cài im lặng, không có nghe điện thoại á. Anh em cứ điện sáng mình điện lại, chứ còn có số anh em họ khóa anh em ơi. Chơi ngặt lắm, họ điện thoại lên, Zalo cái họ bỏ đó. Họ không nói gì, thứ hai là họ điện sáng đêm, chút nhá, chút nhá. Nhiều khi buồn tình. Coi vậy chứ tên mạng mà, cũng có người thương kẻ ghét. Thì thôi, cũng phải tùy thôi. Bây giờ bớ cày im lặng ngủ, vậy đó, muốn ngủ cày im lặng. Như nãy giờ có anh ảnh điện suốt rồi sáng giờ. Bắt lên thì không nói gì. Rồi không bắt thì điện hoài. Rồi nguyên có bộ ép luôn anh em, 700 ngàn thôi. Anh em mà mua bộ này mà về xài mà nói ông Hoan bán cái bộ này không vừa ý, tôi nghỉ nghề luôn mắt. Vậy đó, ghê, có 700 ngàn mà giáp cam đoan với anh em. Cứ để vậy rửa cho miếng nhớt rồi gáp vô chứ có chế cháo cái gì nữa.
giá giảm dữ lắm, giảm rồi. Nó giá rẻ mà xài ngon á. Ốc này 100.000 luôn, chơi không rung luôn. Lướt tên mà ăn thấy là chỉ có tí hon phụ tùng, không biết. Vui vui anh em, tiếu tiếu khùng khùng. Nên là bộ này 100.000 có này nữa. Ngừng lại đăng ký là phụ tùng tí hon liền anh em ơi. 100.000 con ốc. Ốc còn khá, nãy anh em thấy còn dốt dốt khá nha, không có đen thui nha. Bán. Ê, rồi còn cái nắp này nữa chứ. Nắp vàng ôm mà. Gì thấy nó thiếu thiếu cái gì nè. Dài dòng gửi đến bà con. Kênh 2 là cũng của Tí Hon Phụ Tùng. Có cái kênh thứ hai phụ tùng giá rẻ Tí Hon đó anh em cô chú, lướt lướt nó thấy đăng ký giùm mình anh em ơi. Rồi bây giờ tới cái đầu lòng với cái dên này, cái nữa cho anh em tê cả ngỏng chơi. Dên này cho tống chỗ cái dên whip luôn. Vàng khe vậy luôn. Có lắc không? Có lắc rơ gì tới y với nhà máy, nhịp nhịp chút. Anh em nhìn qua màn hình không thấy, có tay lắc hơi cảm giác chút xíu. Không có rổ ghiết gì đây tới. Rồi, dên đầu lòng này khoảng 2 triệu rưỡi mới vừa. Bữa nay vô bánh nó kèo khác rồi. Bán cái này rẻ rẻ cho anh em chơi. 2 triệu 2 thôi, dên đầu lòng bù rong sơn cam các kiểu luôn. Chút nữa tôi đem cộng sơn cam hãng KMC tôi lên. Tôi tặng luôn cái bộ dên đầu lòng này, tôi tặng luôn cộng sinh cam đó về cho anh em gấp nè. Trên này nó hơi giãn nè cô chú. Rồi đưa mấy cộng sinh cam vô đây luôn. Cho anh em coi luôn. Giá bán là xe mấy? DO. DO à? TH cũng được. TH cũng được hả? TH. Làm gì có bằng T? TH. C. Bởi vì nói xá là tôi biết tật. KMC nè anh em, là đúng hãng Honda luôn á, nó xài cái nhãn hiệu KMC đây nè, để cho anh em coi cái. Hồi xưa này cũ quá thấy không ta, để tôi phóng to lên cái. Ghê chưa anh em, thấy đúng là dân bán phụ tùng của tôi chưa? Nói mật khẩu biết liền. Nè KMC. CH cũng được mà DO cũng được, nó nhập vô nhiêu? Nhập vô với số mấy? Nè KMC nè. Nó quên, nó mấy kia nó biết, không có được nói giá nhập vô. KMC. Cái này cũng là KMC. Nó đó anh em, cái này chạy anh em đặc biệt ha, anh em giả bộ tin tôi một lần không hú. Anh em thay mới vô không hú, anh em thay xe cho DD là hú. Đó, KMC anh em thấy không? 88 mắt, đặc biệt có một cái là bao anh em luôn chạy không hú. Anh em nào mua bộ dên đầu lòng này á là tôi khuyến mãi cho cộng này về ráp luôn. Là thử giả bộ thử tin một lần đi, rồi từ đó tới sau mới thấy phụ tùng Tí Hon không nói lợi hại như thế nào. Cái gắn DD cho nó hú mà quéo 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 quéo. Này vô bền im ru luôn, bền đó. Đúng của nó luôn anh em. Anh em thấy trên ghim theo xe KMC không? Nói là cũng KMC. Rồi bây giờ tiếp tục ba. Báo tiếp trên đầu lòng cho anh em nè. Anh em nào mua lẻ sợ này là 40.000. Nó anh em nào tả tự tả thằng ship, tôi tả là 60. Nè trên này trên ghim có dấu chấm mực, anh em thấy là thấy không? KMC ghim nè. Nè. Tặng một chiếc sơn cam mới. 4 con ốc đầu không tì vết. Bánh cam, bánh lòng, ghim theo xe. Để về gáp vô, đừng có nói chai nó cứng thì cứ gáp vô giùm em. Kêu em đền. Hú em cho em đền. Nó ốc ráng gì đó rồi, tới cái lòng. Cái lòng mới rửa dầu cái đang đẩy vô luôn anh em ơi. Cát đất bụi bặm quá trời. Anh em nào có Super Rim, có Rim Thái, hay có Trung Quốc gì đó,
cứ mạnh dạn mua đưa vô. Em thấy sập ngang không? Hư tôi chịu trách nhiệm, khối tôi chịu trách nhiệm, mà sập ngang không? Tầm này mà quá sức chịu đựng rồi, đâu có bao giờ mà khối khém gì đâu, có bao giờ mà kêu hay là vũ đuôi hay là giá nào tốt nữa bây giờ. Vô cái cho anh em coi cái sơ mi cái nữa, chỉ 2.200.000 full chức năng. Nắng gọi vô quá khó thấy anh em một chú ơi, cho mở led lên phụ thấy không ta. Anh em nhìn cái bê tông đó, anh em đoán được cái sơ mi rồi. Tuyệt vời không? Rồi. Đó, vậy đó, rồi giá cả ngon lành á. Cái bộ thang đề hãng đâu rồi? Chứ đưa xin cam hàng, không đưa xin đề hãng thang đề luôn. Rồi, kết thúc clip anh em ơi. Cái cụ đề 350 có tặng bộ thang đề hãng luôn anh em cô chú. Mà bỏ ngoài xe chưa có đem vô anh em ơi. Ở đây là cái chỗ quay bán gã xe. Còn cái chỗ bán phụ tùng nó riêng anh em, phải mới nó kêu đem lên vài món để tặng anh em cô chú. Rồi bây giờ chúc anh em cô chú luôn luôn may mắn nha. Anh em lướt lướt thấy phụ tùng Tí Hon, bấm chữ đăng ký màu đỏ bên bên đây là bên gì ta, bên phải màn hình, còn mấy bên đây là bên trái có cái chữ, có cái ngón tay cái quay lên anh em, bấm vô ngón tay cái. Bên đây là bên phải bấm vô chữ đăng ký. Anh em đừng có thấy ông nội này khùng khùng, không có phân biệt tái phải được. Anh em mà cầm viết tay trái đi rồi anh em thấy không có phân biệt được. Tôi hỏi rồi anh nào cũng vậy tớ. Rồi chào anh em, chào cô chú.